Em chào các bác. Đây là cái cây Calia Lucky, là một trong những cây Calia cũ rất là đẹp. Cái cây Lucky này nó là cái cây mà cây lai về sau nên là giá thành nó cũng rất là rẻ, chứ nó không còn đắt và nó cũng không giống cái cây cũ. Cái cũ thì cái mắt của nó rõ ràng hơn, chứ nó không như là cái cây mới này. Cái cây mới này là những cây lai về sau thì nó có nhiều và rất là rẻ. Những cái chậu to như này, nhiều thân như này nó chỉ rơi khoảng tầm độ 200.000 chậu thôi các bác nhé. 200.000 chậu rất là to và thơm. Cái này là dòng cát một lá. Một lá nên là rất là to. Lá to và hoa rất là to các bạn. Thì nó là cũng là một cái dòng Calia rất là đáng sưu tầm, rất là đáng chơi. Cái này hoa rất là thơm. Và nó thơm rất là thơm. Nói chung rất là thơm. Dòng Calia này người ta gọi là dòng nữ hoàng của các loài lan. Rất là thơm các bạn. Hương thơm nó rất là đặc trưng và rất là thơm. Và nó thường chỉ nở vào cái dịp cuối năm là chủ yếu các bác nhá. Trong miền Nam thì nở nhiều hơn, miền Bắc nở chủ yếu ở dịp cuối năm. Chứ nó không nở nhiều như cái dòng Cat Mini nở nhiều hơn các bạn. Còn cái cây này thì nó bông rất là to, bông to khoảng tầm 12 cm, 13 cm đấy. Đây là nó nở khoảng tầm 5 đến 7 ngày rồi các bác. Cánh nó bắt đầu xém cánh. Mấy hôm trước thì là Hà Nội nó mưa nhiều nên là nó không nắng. Này nó cũng thời tiết khá đẹp. Em cũng quay các bác ngắm cái Calia này. Cái này cảm chơi, cảm nhận hương thơm đó. Rất là thơm các bác nhá. Em chào tất cả các bác.